Xin chào mọi người, chào mọi người tới với cả channel PC Programming. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đó là tạo một cái tài khoản GOG để khi mà một là các bạn có thể mua game trên GOG, hai là các bạn có thể nhận được những cái tựa game miễn phí mà cái trang GOG này nó phát cho chúng ta. Thế nào? Thì đại khái là như vậy. Bây giờ để đăng ký cái tài khoản GOG này, các bạn hãy vào trang web sau đây. Đó là cái trang GOG.com. Thì đây chính là trang chủ của GOG nhá. Nó là một cái trang bán game. Thế nào? Nó cũng tương tự như là Humble Bundle hay là trang chính của Steam các thứ, hoặc là Epic Store, đúng không? Và bây giờ thì các bạn có thể thấy những trang ngoài ấy, trang ngoài cái Steam ấy, thì bán game ấy, nó thường có những cái mức giảm giá khá là ngon, cho nên các bạn có thể tham khảo qua trước khi mua trên Steam. Các bạn cứ so sánh giá ở đâu giá ngon hơn thì ở đó các bạn có thể đó là bỏ tiền mua để có thể tiết kiệm được nhiều tiền nhất khi mua game, đúng không? Thì thỉnh thoảng nó sẽ những cái trang như thế này nó sẽ phát cho game miễn phí chúng ta, như trang GOG thì hiện tại thì đang phát chúng ta game Soma này, đúng không? Chúng ta còn 30 tiếng để nhận. Thì để có thể nhận được những tựa game này, chúng ta bắt buộc phải có một cái tài khoản GOG nữa nhá. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đăng ký cái tài khoản GOG này luôn. À mà như GOG nó có một cái platform chơi game riêng rồi phải. Đúng rồi, nó có cái GOG Galaxy ấy. Thì biết vậy đã, chúng ta bây giờ sẽ tiến hành đăng ký tài khoản nhá. Thì trong cái trang chủ này chúng ta sẽ ấn vào phần sign in đây nhá. Các bạn thấy cái chữ đó là create account chứ, các bạn chỉ cần chỉ vào là thôi là thấy cái phần create account chứ, đúng không nào? Đây chính là phần đăng ký nick mới này, các bạn click vào. Đó, username thì các bạn đặt một cái tên nào đó nhá. Sẽ đặt là Griffin19. Email thì mình sẽ sử dụng một cái email mà mình đã có rồi nhá. Các bạn hãy sử dụng một cái email thần nhá. Mật khẩu thì các bạn hãy làm như sau. Nhất đó là chữ viết hoa, chữ thường và số là được. Chưa nào? Đó thì ấn vào phần sign up now. Và các bạn có thể thử kết nối với cả Facebook. Nhưng mà mình thì mình khuyên các bạn đó là các bạn không nên sử dụng Facebook để có thể đó đăng nhập vào những cái trang web khác, hoặc là những cái liên kết giống như kiểu là với những cái tài khoản game như là Steam hay Garena các thứ nhá. Bởi vì tài khoản Facebook rất là dễ hack, rất là dễ bị hack, cho nên là các bạn có thể bị mất nick một cách rất là vớ vẩn và đơn giản. Cho nên là tốt nhất là các bạn nên tạo hẳn một cái nick của cái trang luôn, được chưa nào? Thì sau khi đã có những thông tin này rồi thì chúng ta sẽ ấn vào phần sign up now để đăng ký nhá. Email đã sử dụng rồi, cho nên là mình dùng email khác nhá. Thêm cái này đi. Mật khẩu thì vẫn như vậy thôi, chữ viết hoa, chữ thường và số. Chưa nào? Rồi, ấn sign up now. Cái tên này cũng sử dụng rồi á, the fuck, nhiều vậy. 1258 này. Chưa nào? Lại mật khẩu nào. Sign up now. Ok chưa? Ok rồi các bạn ạ. Trong khi chúng ta đăng ký xong thì chúng ta không cần kích hoạt kích hiếp gì cả, nó sẽ tự động đăng nhập thẳng vào trong cái trang đó là GOG luôn, các bạn thấy đúng không nào? Thì bây giờ công việc chúng ta đơn giản thôi, đó là nhận game, đúng không nào? Ở đây don't miss your welcome offer. Thì với những người đăng ký đầu tiên thì còn có được những cái gói offer đó, nó giảm giá dành cho những người đăng ký hơn này, các bạn thấy không? Ở đây có 15 gái, mình sẽ click thử vào nhá. Close the deal. Đây những game mà dành đặc quyền cho những người mới đăng ký này, giảm 80% nha các bạn ạ. Witcher này, Desolate, Pillar Eternity, Darksider, War Masters. Thì đây chỉ có Darksider là một này, rồi là Pillar, với cả đó là series Witcher, đúng không nào? Là những cái nổi bật nhất. Witcher 2 và Witcher View 1. Thì các bạn thích thì có thể mua nhá. Hiện tại đang được giảm giá 60%, 80% này, đúng không nào? Pillar 60%, Darksider, War Masters Edition thì được 85%. Mà nói chung là mấy cái game này mình cũng sẽ giới thiệu các bạn bản crack thôi, cho nên các bạn có thể lựa chọn là mua hoặc là download crack bản mình chia sẻ được chưa nào. Thì đó là về những cái game mà đặc quyền dành cho những người mới đăng ký cái trang GOG.com này. Còn bây giờ mình sẽ quay lại cái chủ đề mà các bạn sẽ quan tâm nhất, đó là làm cách nào để nhận game miễn phí trên cái trang GOG, đúng không? Thì như mình đã nói, thỉnh thoảng là game nó sẽ những cái trang như thế này nó sẽ phát game miễn phí cho chúng ta, để các bạn có thể nhận cái game nó về. Và ở đây là game Soma, đúng không? Thì đây là trang GOG.com, cho nên là nếu mà game bản quyền bạn nhận về được ở cái trang này thì các bạn sẽ chơi trên cái gọi đó là GOG Galaxy. Chưa nào? Nó là một cái platform giống như kiểu Garena và Steam thôi. Chưa nào? Thì Steam nó cũng có cái platform riêng, đó là Steam luôn. Còn Garena thì cũng có cái platform riêng, đó là Garena luôn, đúng không nào? Epic Store thì nó có cái platform đó là Epic Game Launcher. Còn Ubisoft thì có Uplay.
còn vài cái trang nữa, còn khá nhiều trang nữa, đúng không? Thì bây giờ đấy là một cái trào lưu khác thịnh hành, hoặc là họ bán game, họ cung cấp platform trên game luôn. Thì bây giờ để nhận cái game Soma này trên cái trang GOG này thì các bạn hãy ấn phần Get It Free nhá. Click vào Success Soma will apply your action, make sure you let your friend know. Là các bạn thích thì có thể chia sẻ với cả những bạn bè các bạn. Thì khi mà chúng ta đăng ký cái tài khoản của GOG này thì cái mà tài khoản này cũng có thể sử dụng cho cái đó là GOG Galaxy luôn. Vì vậy bây giờ thì chúng ta đã nhận game vào trong tài khoản chúng ta rồi. Và để chơi game thì các bạn phải download cái GOG Galaxy rồi nhá. Thì các bạn chỉ ở đây, các bạn đến cái đó là About rồi. Các bạn thấy GOG.com ấy, chính là cái trang này. Còn cái GOG Galaxy ấy, nó chính là cái what the fuck, à đúng rồi, cái platform chơi game ấy. Thì các bạn hãy click vào nó để download nó về nhá. Click vô. Ở đây chúng ta sẽ thấy trong cái trang này nó sẽ có hiện ra cái bảng này, đúng không? Các bạn ấn phần download GOG Galaxy nhá. Click vào. Nó sẽ tiến hành download về cho chúng ta. Rất là nhanh thôi, chỉ có trăm mê, đúng không? Đây là bản update 1.2 của GOG Galaxy. Trước đây cũng có khá nhiều tựa game free trên GOG mình đã giới thiệu các bạn rồi. Thật sự là cái platform này mình không sử dụng cho nên là mình cũng quên lâu lắm rồi các bạn ạ. Cái tài khoản mình trước đây mình từng tạo ra mình cũng chả nhớ nữa rồi. Tại platform này nó không phổ biến lắm. Nó chỉ phổ biến ở nước ngoài thôi. Ở Việt Nam có lẽ ít người động chạm với cái này. Chúng ta chủ yếu chỉ là Steam và Garena là hai cái thân thuộc nhất. Thì đây, sau khi download xong thì các bạn mở hẳn nó lên nhá. Đó, ngôn ngữ các bạn có thể chọn ngôn ngữ đó là tiếng Anh, đúng không nào? Ấn OK. Rồi ấn Next. Ở đây các bạn ấn I kép, rồi ấn Next. Sau đó các bạn ấn phần Browser ấy, chọn vị trí các bạn sẽ lưu cái GOG Galaxy này. Mình sẽ lưu nó ở file shop nhá. Nó sẽ tự động tạo folder chúng ta nhá các bạn. Ấn OK, ấn Next. Create Data Socket, ấn Next. Cái này rất là nhanh thôi. Nó chỉ đã tải và cài một cái platform thôi. Đúng rồi. Đó, xong rồi đây. Bây giờ không biết nó có tự mở lên không nhỉ? Ở đây là Galaxy này, tự ấn Finish nhá. Nó sẽ tự động nó mở lên luôn rồi. Thì công việc chúng ta đơn giản thôi, đăng nhập bằng cái nick mà chúng ta vừa tạo xong, đúng không nào? Đây, các bạn đăng nhập vào cái nick mà các bạn vừa tạo xong nhá. Đây, sau khi đăng nhập vào này nó sẽ như này, đúng không nào? Thì đâu rồi? Thì trang chủ của cái GOG Galaxy này nó sẽ cho chúng ta đó là nhận cái game Soma này luôn, đúng không nào? Thì bên kia chúng ta nhận rồi mà, cho nên bên này chúng ta chỉ cần phần đó là library thôi, đúng không nào? Đây các bạn thấy không? Soma đã ở ngay đây rồi. Các bạn giờ chỉ cần download về để mà chơi game thôi, đúng không nào? Mình cứ click vào nó nhá. Đây các bạn ấn vào phần More nhá. Và phần Manager này, Import Folder này. Select folder là để chọn vị trí các bạn sẽ lưu cái game Soma này mà khi các bạn download về cái máy tính của các bạn, được chưa nào? Mình sẽ lưu nó ở D của game nhá. Select folder. Đó, giờ ấn install thôi. Là bây giờ game nó sẽ tự động download thẳng vào cái ổ mà chúng ta vừa chọn này. Thì ở đây mình sẽ tích chọn lên Creator Circuit. Cũng như là để cho game nó update tự động, được chưa nào? Đó là continue. Thì ở đây nó yêu cầu khoảng 11GB để download, nhưng mà phải có tầm tới 21GB để có thể bung file game này nhá. Các bạn ấn continue. Thì đây, bây giờ nó bắt đầu đó là xác định ổ đĩa của nó sẽ tiến hành download về. Thì đó, như vậy đó là game giờ đó là của bạn rồi đấy. Bây giờ các bạn chỉ cần đợi đó download xong rồi play là có thể vào chơi game như bình thường thôi, đúng không? Thì bây giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách đó là đăng ký tài khoản rồi tải GOG Galaxy, sau đó nhận game, đúng không? Đó là các bước có thể nói là nhận được một tựa game miễn phí của GOG về để chơi. Bây giờ thì mình hoàn thành cái video rồi. Chúc các bạn sau này có thể ở đó là nhận thành công được nhiều game miễn phí của GOG và có những phút giây chơi game vui vẻ. Bây giờ thì tạm biệt các bạn nhé.